Hello anh em nha, tiếp tục series game Genshin Thì tập vừa rồi đó mình cây ra vào đền sói làm xong nhiệm vụ khiêu chiến, nhận thêm nhân vật cây ra nghe các bạn. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ mới nha các bạn. Vào làm nha các bạn. Mình đi không biết có gặp quái không, mình sẽ quái nha. Không biết cái hộp này là gì nha. Mình không biết cách mở này. Đi tiếp tục đi thôi. Bờ biển á, qua con nha các bạn. Có con quái kìa kìa. Sẽ đánh nó nha kìa.
không nha các bạn. Rồi này rồi rồi khác đó nha. Nếu vào đây để làm gì nè, chuyển tới nhà này. Vụ mới nha, mình sẽ cố gắng làm nhanh nhanh nha, vì thời gian có hạn nha các bạn. Ngay cả nguyên tố nha, mình cũng sẽ phản ứng với các nguyên tố khác khi tiếp xúc với nguyên tố thủy, hỏa, băng, lôi sẽ kết tinh sinh ra mảnh nguyên tố có thể hấp thu sát thương nha các bạn. Thoát ra. Dù này mình làm rồi nhé. Sao nhỉ? Sẽ làm nhiệm vụ này luôn nha bạn. À, mình khác nha các bạn. Đằng kia là đàn số bắc phong, rồi mình đàn long ma phong nha các bạn.
xa có thể ngắn để di chuyển hoặc giữ hướng sau tiến lên như xa. Tấn công phạm vi lớn tạo thành sát thương như tố lao mạnh. Ok. Chiến thất bại nha các bạn. Mình phải dùng anh chơi á, ra đánh mới được.